được ngồi gần nhau. Cấm làm bài tập về nhà, cấm đem sách vở đi học. Một trong số đó chính là luật cấm lạ lùng tại một số trường học của Mỹ ban cho học sinh, cùng vô số những điều lạ lùng khó tin đến ngã ngửa khác đã và đang xảy ra xoay quanh cuộc sống của chúng ta. Nếu như bạn muốn chỉ cần ngồi một chỗ mà vẫn là người biết hết thông tin của cả thế giới, vậy thì video này sinh ra là dành cho bạn. Ngày nay, tại một vùng sông nước miền Tây thơ mộng, có một con chó không biết có gì hay ho mà người tranh nhau mua các bạn ạ. Có người tới trả 50 triệu đồng mà chủ nhà cũng quyết tâm không bán. Nhìn cảnh này bạn có đoán được lý do tại sao mà người ta lại không bán một con chó không? Vì con chó ăn rất ít, vì con chó biết làm việc hay vì con chó biết biến ra vàng? Oh wow, hãy chăm chú nhìn vào video này đi. Hóa ra là em ấy biết làm việc năng suất, không kém gì con người. Không uổng công nuôi nấng, sáng no lùa vịt ra nơi kiếm ăn, tối lại thong dong lùa vịt về chuồng. U là trời, sinh ra phận làm chó, nhưng dòng đời xô đẩy lại thành vận động viên bơi lội. Đã thế còn cầm đầu băng đảng cạp cạp, làm xong tối về được chủ thưởng cho tô cơm, ăn xong lăn ra ngủ, mai đi làm tiếp. Trời ơi trời, có con chó đáng đồng tiền bát gạo ghê. Xem đến đây, chắc ai cũng hiểu vì sao chủ nhà được trả 50 triệu đồng cũng quyết không bán một con chó rồi chứ. Thứ hai, bí ẩn không ai biết suốt 35 năm giờ đã lộ diện. Trên tờ tiền 2.000 Việt Nam đồng có một bí ẩn suốt 35 năm, kể từ khi nó ra đời đến bây giờ đã có lời giải rồi các bạn ơi. Một trong ba nữ công nhân ở trên tờ tiền đã lộ mặt và cả thân thế nữa, khiến người nào người nấy thích tiêu tiền cũng sốc nha. Người đó có trong ba nhân vật gợi ý sau đây, bạn đoán thử xem có đúng không? Và đây xin giới thiệu với tất cả các bạn, bà Đặng Phương Lan chính là một trong ba cô gái trên tờ tiền 2K đó. Bà ấy chính là mẹ của siêu mẫu Vũ Thu Phương. Thông tin chấn động này cũng chính là do cô tiết lộ. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng, bất ngờ và đổ dồn ánh mắt về bà Đặng Phương Lan. Ôi, có phải là mấy chục năm qua rồi không? Từ hồi nhỏ xíu xiu cầm 2K đi mua kem ăn suốt mà giờ mới được gặp người bí ẩn đó. Thế hai cô còn lại kia là ai nhở? Không biết là người thật hay chỉ là một hình ảnh được vẽ lên cạnh bà Đặng Phương Lan thôi nhỉ? Tuy tất cả thông tin đã được sáng tỏ, nhưng đây vẫn là thông tin một chiều do phía siêu mẫu Vũ Thu Phương đưa ra, chưa được kiểm chứng, nên các bạn tin thì tin, mà không tin thì cũng tin nhé! Thứ ba, điều ước của học sinh Việt Nam tới đây! Một luật cấm của một số trường học ở Mỹ khi nhắc đến khiến học sinh Việt Nam không khỏi gato. Đó là luật cấm gì ở trong trường học Mỹ mà gây tò mò thế? Cấm ngồi gần nhau, cấm làm bài tập về nhà hay cấm đem sách vở? Các bạn lưu ý nhé, chỉ có một đáp án đúng thôi, đó là đáp án cấm làm bài tập về nhà. Úi là trời! Đây có phải là điều 99,9% các bạn ngồi ở đây ảo ước hàng đêm không? Chà chà, có nên xách ba lô qua Mỹ học luôn không nhở? Cơ mà khoan đã, lại vỡ mộng rồi. Luật này chỉ áp dụng cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 5 thôi nha. Chứ mấy bạn cấp 2, cấp 3 thì mơ tiếp đi. Trời ơi, đống bài tập về nhà chất cao như núi của mình không khác gì đâu. Nghĩ đến nó thôi là muốn xỉu áp xỉu đao rồi phải không? Thôi thì ai chung cảnh ngộ với nhanh trí thì chúng ta cùng cố gắng thêm một chút để cuối năm nhận giấy khen sướng cái tay nha. Chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai. Thôi thì ta chọn cả hai, vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng. Chả là các bạn ạ, hôm nay chị em tấm cám phiên bản hiện đại không rủ nhau đi mò cua bắt ốc nữa, mà lại rủ nhau đi bắt ấu trùng. Ôi giời ơi, nhìn con ấu trùng béo múp míp màu trắng này đi, nó thật kỳ lạ phải không? Hình như có nhiều bạn muốn chạm vào nó, nhưng khoan đã nhé, đây là ấu trùng của con gì? Để xem có an toàn không thì mới chạm chứ. Con bướm, con sâu, bọ cánh cứng, bọ hung, ong bắp cày hay cuốn chiếu? Ý trời, đây là một bé ấu trùng và tương lai nó sẽ trở thành một con bọ cánh cứng hầm hố đó nha. Nhìn bé tròn ú nu và trắng trắng vậy thôi. Nhưng các bạn có tưởng tượng giống mình không? Nhìn nó giống đuông dừa thế nhở? Con này mà đem đi xào ớt thì không biết có thơm ngon béo ngậy không ta? Bạn nào ở đây mà dám ăn đuông dừa hay những cái con mà nung núc, béo béo như con sâu này thì hãy để lại comment khoe cái độ can đảm của mình luôn và ngay đi nào. Hơn thế nữa, thú vị hơn thế nữa, bỏ đi là tiếc hủi hụi đó nha. Mới đây một anh trai được tổ tiên gánh cong lưng khi đi qua một đoạn đường bị ngập nước. Nghi là có điểm chẳng lành rồi, anh trai liền ném chai ra phía trước thì bất ngờ phát hiện sinh vật lạ.
Uầy, run thế, bạn đoán xem đó là con vật gì? Chăn khổng lồ hay cá sấu? Hello, từ dưới nước, một con cá sấu trồm lên, quậy banh cái vũng nước khiến anh hú hồn hú vía. Uầy, may mà chưa đi qua đấy nhé, chứ không là tới công chuyện với mụ cá sấu rồi. Nguy hiểm quá các bạn nhỉ, cơ mà cái này ở nước ngoài thôi nha, trừ cảnh quay này ở Việt Nam thì nhanh trí chưa thấy ở đâu có cả. Sau đây là một phát hiện cực kỳ lạ về trứng, mà dù bạn có ăn sập cả tiệm trứng rồi cũng chưa biết đâu. Được hôm qua nhà hàng xóm chơi thì ai đó phát hiện ra chú hàng xóm có những quả trứng kỳ lạ quá các bạn ạ. Nè, chú ấy đang cho tụi mình xem đó. Bạn nghĩ đây là trứng của con gì mà cả chùm thế nhỉ? Mà sao chú ấy có thể động vào quả trứng đấy như vậy được nhỉ? Trứng của đà điểu, trứng của con chăn hay của con ngỗng? Ồ, đúng là ăn trứng 10 năm chưa biết thật. Đây là trứng của con chăn, vừa to vừa dài thù lù đây này. Ê ôi, cái cảm giác nhớt nhớt, nhầy nhầy và nguy hiểm làm sao ý. Trứng này không biết ăn có ngon như trứng gà không nhỉ? Chú ấy đang tách ra kìa. Con chăn này có vẻ rất mong chờ ngày đàn con của nó chào đời đấy. Thế nên nếu như bạn gặp ổ trứng này ở đâu đó thì đừng có dại động tay vào ổ trứng của nó nha. Nó đang hí hai hửng tới bên bạn rồi kìa. Các bạn ơi, trời chiều đã ngả xuống rồi. Hãy cặp mắt lên bầu trời. Tại một vùng quê ở Nga, người ta đang ngỡ ngàng ngờ ngác khi chứng kiến lốc xoáy hình thành từ đội quần muỗi lên đến hàng trăm nghìn con, có khi hàng triệu con ấy chứ. Hời ơi, nó cứ vo ve inh ỏi hết cả tai, thật là khó chịu. Ủa, mấy con này tính mở party hay gì mà tụ tập đông thế nhỉ? Hay nó đang dự báo điều gì chăng? Ấy, nó đang tổ chức đám cưới, muỗi nó đang sinh sản hay nó đang uống nước ấy mà? Theo các chuyên gia cho biết, hiện tượng này thực chất là một hình thức sinh sản của loài muỗi. Thông thường một con muỗi cái xinh đẹp sẽ được cả trăm anh muỗi đực tới tán tỉnh. Nên khi tập hợp lại đông đúc, chúng sẽ bay thành vòng quanh, tạo thành cờ lốc xoáy như trên. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng sẽ tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi nảy nở, phát triển đông đúc hơn bình thường. Hóa ra là như vậy, quả này mà có thêm cây vật muỗi siêu to khổng lồ thì nghe tiếng nổ bụp bụp, khét lẹt luôn, đã cái tai luôn. Hội những người thích đánh muỗi bằng cái vật muỗi đâu cả rồi, điểm danh xác nhận cùng nhanh trí xuống bên dưới đi. Tiếp đến là một chiếc xe gắn vào tên lửa và được con người lái bon bon vào vũ trụ ư. Điều này là một thí nghiệm tưởng điên rồ nhưng lại có thật trong lịch sử. Trước khi sử dụng tên lửa đẩy đưa du thuyền và con người vào vũ trụ, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đã nghiên cứu chế tạo một loại xe trượt giảm áp có tốc độ lên tới hàng trăm km/h, lao vùn vút trên trời. Vào năm 1954, đại tá bác sĩ ngoại khoa John Stem là người trực tiếp cầm lái và để rồi nhớ cả đời trải nghiệm này luôn. Bạn hãy đoán xem cái kết của thí nghiệm này thế nào? Người điều khiển xe sẽ bị đột biến hay họ bị tổn thương nặng? Thật buồn khi thông báo với các bạn tin này, kết quả của chuyến bay điên rồ ấy là người điều khiển, ông John Stem đã bị tổn thương khắp người, không chỉ việc gãy mất mấy cái rẻ xương sườn, dập xương cổ tay, bay cả hàng tiền đạo, mà còn bị vỡ mạch máu ở mắt và chấn động não. Ui là trời, nghe thật kinh khủng phải không? Có lẽ người phát minh nằm mơ cũng không ngờ hậu quả để lại nặng nề đến như vậy. Dù tính tình có táo bạo đến đâu, cũng hơi có chút điên rồ. Tuy thế, dù sao người điều khiển chiếc xe cũng thật dũng cảm khi chấp nhận đem thân thể của mình để thử nghiệm lái xe này phải không các bạn? Mình dám cá là bạn sẽ xem không thể rời mắt và mê mẩn nhân vật mới toanh 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 này. The Amazing Digital Circus, bạn đã xem chưa? Đây là một loạt phim hoạt hình 3D hài hước đang rất nổi tiếng trên thế giới. Phim kể về Pony, một cô gái bị mắc kẹt cùng với các nhân vật khác trong rạp xiếc không gian ảo, được quản lý bởi một thủ lĩnh bí ẩn và quyền lực tên là Kaine, người đã tạo ra thế giới ảo này. Khi mới bị lạc vào đây, Pony rất là ngỡ ngàng, ngơ ngác. Ôi, không biết đây là đâu và tôi là ai? Sau đó tất cả mọi người trong rạp xiếc đã ùa ra để nhìn Pony. Ủa, đứa này là ai? Tại sao lại ngồi ở đây? Quả thực khiến người xem không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Pony đây. Cô ấy sẽ bị bắt nạt, rất được chào đón hay sau đó bị ám sát rồi? Các bạn ơi, rất là vui và háo hức luôn đấy nhé. Tại nơi này, Pony được mọi người vô cùng chào đón nồng nhiệt, ai cũng thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ cô bé. Nhưng sâu thẳm trong lòng Pony, cậu ấy vẫn cảm thấy buồn và lạc lõng. Bởi dù gì ở đây cũng là một nơi xa lạ, gặp nhiều người lạ thì bỡ ngỡ, lo lắng và có chút tủi thân là điều không tránh khỏi phải không nào?
Pomni bây giờ có tâm trạng như chúng ta khi bị lạc cha lạc mẹ vậy, lo lắng và sợ hãi, cô đơn và vô cùng tủi thân. Pomni đến cuối cùng có thoát ra để trở về nhà được hay không? Những ngày tháng tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Nếu như bạn quan tâm và chuẩn bị trở thành fan của cô bé Pomni thì hãy để lại comment tập sau Nhanh Trí kể tiếp nhé! Trái ngược với Pomni được mọi người yêu quý thì trường hợp của cô bé sau đây lại khiến nhiều người bức xúc, vì cô bé này không chỉ có ngoại hình không được dễ thương, tính tình lại vô cùng cục xúc, hay nóng tính và thậm chí còn tác động vật lý lên chính cha mẹ của mình. Trời ơi, sao cô bé này lại cư xử có phần kỳ cục, không tôn trọng bố mẹ như vậy? Vì cô ấy không được đi học, vì cô ấy chơi với người xấu hay vì mắc một căn bệnh? Thật đáng buồn, nhiều người đã ngã ngửa sau khi biết được cô bé ấy là người mắc một căn bệnh. Thực ra đây không phải là một cô bé nữa đâu, mà người này đã 36 tuổi rồi. Cô mang trong mình căn bệnh cận huyết, nghĩa là bố mẹ của cô bé có quan hệ họ hàng, cùng huyết thống, rồi thân thiết với nhau và sinh ra cô bé. Căn bệnh khiến người bệnh có cơ thể kỳ dị, nóng tính bất thường, mất kiểm soát, rất dễ gây hại cho người xung quanh. Qua đây, Nhanh Trí muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, khi đến tuổi yêu đương hay lấy chồng lấy vợ, thì nên nhớ là hỏi rõ ràng xem người đó có phải họ hàng của mình không nhé. Tiền đây, tiền đây, tiền miễn phí đây. Vừa qua tại Cộng hòa Séc, nhiều người dân đã đổ xô ra đường nhặt tiền bởi rất nhiều tờ đô la Mỹ bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Oh my god, rau rồi, khiến ai cũng cười không nhận được mồm. Được biết là một vị đại gia tiền tiêu thả ga đã quyết định chơi lớn các bạn ạ. Kêu trực thăng chở hẳn 5 thùng container tiền rồi thả từ trên trời xuống cho mọi người. Ê, ai nhân phẩm cao, tay nhanh thì nhặt được nhiều, ai chậm thì ráng chịu. Cơn mưa tiền là có thật rồi đây. Ôi, khiến cho cộng đồng mạng xem xong chỉ ao ước rằng Việt Nam mà có vị đại gia nào chơi tất tay như này thì sướng phải biết đấy chứ. Ngoài ra, bạn muốn biết thêm những thông tin bí ẩn nào khác thì nhanh tay comment xuống bên dưới. Tập sau, Nhanh Trí sẽ vinh danh bạn và đưa thông tin đó nhé.